Trấn Thành bao năm giao bán Anh Đức khắp nơi, này bạn thân có vợ xinh như nàng thơ. Trấn Thành ngày xưa. Em nghĩ sao về diễn viên Anh Đức? Alo, bạn nói gì vậy? Nếu nụ cười không mỉm với em, hãy gọi cho anh sẽ đưa anh Đức tới ngay. Và phải kết hết được cơ hội giao bán bạn nữa. Anh Đức này là có mấy đổ rồi, các bạn không còn vui ai nữa. Cô dâu ơi, thấy không? Cưới 2-3 lần nữa đi. Trước khi thông báo lấy vợ thì Anh Đức từng bị Trấn Thành giao bán. Tuy nhiên, nay khán giả sẽ không thể nghe những màn giao bán bất chấp của Trấn Thành nữa, vì Anh Đức đã tìm được nửa kia. Ngày xưa Trấn Thành cứ ghẹo bạn thân ế, và đâu ai ngờ nam diễn viên lại tìm được bạn đời nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào và được khen như nàng thơ. Anh là gì thế? Lavender Boy. Cái gì vậy bà nội? Eo bị ghê. Không ngờ anh Đức lại có người vợ xinh đến thế, chúc mừng anh ấy. Giờ đây Trấn Thành hết đem anh Đức ra gả được nữa rồi. Ai chê anh Đức nay anh ta lấy vợ đẹp quá trời, xinh xinh kiểu nàng thơ ý. Chúc cho chị mãi hạnh phúc với anh Đức nhá. Không chỉ xinh đẹp, nửa kia nam diễn viên cũng có tính cách hài hước và dễ thương. Bạn gái anh Đức tên Quỳnh Anh, sinh năm 1999, kém nam diễn viên 12 tuổi. Cô từng tham gia một số bộ phim như Hoa hậu Giang Hồ, Chuyện ma gần nhà và được biết đến nhiều khi góp mặt trong Mai của Trấn Thành. Anh Đức cho biết Quỳnh Anh chính là một người xứng đáng để lấy làm vợ. Hôn lễ của nam diễn viên sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 7. Anh cũng đã đích thân cùng nửa kia đi gửi thiệp cưới cho nhiều bạn bè, nghệ sĩ thân thiết trong showbiz. Dự đoán ngày vui của anh Đức có sự góp mặt của nhiều sao Việt. Anh Đức và bạn gái cũng liên tiếp chụp nhiều bộ ảnh cưới. Nhìn chung, sao nam rất trau chuốt và đầu tư cho ngày trọng đại của mình. Ngày xưa, cứ sơ hở sao nữ nào đó độc thân, than ế hoặc chưa công khai người yêu là Trấn Thành nhân cơ hội giới thiệu, gán ghép với bạn thân. Một trong những cô gái đó phải kể đến Bích Phương, Hòa Minzy, Hiền Hồ, Sam. Trường Giang còn từng cho biết Trấn Thành muốn bỏ mối anh Đức ở chợ Bến Thành. Quả thật, anh Đức có người bạn chất lượng không ai sánh bằng. Ngoài giao bán cho sao nữ thì nam MC còn giới thiệu bạn mình cho cả sao nam. Và một câu nói quen thuộc của Trấn Thành đó chính là em nghĩ sao về diễn viên anh Đức. Tôi đang sống đến nhau luôn đi em, đi. Anh gả anh Đức. À em thì có rồi, em xin đừng nhường sự may mắn lại cho người khác. Anh Đức từng chia sẻ, mình là một người khó tính và kén chọn. Và anh với Trấn Thành thì quá thân thiết với nhau nên nam MC lo người bạn của mình ế. Trước khi cưới Quỳnh Anh thì anh Đức từng gây chú ý khi công khai tình cảm với một cô gái tên Uyên Tô. Nam diễn viên cũng từng rất cưng chiều và yêu thương bạn gái cũ. Đôi khi 4 giờ sáng anh vẫn sẵn sàng ra đường mua đồ về cho cô ăn. Nhưng sau đó, lần lượt cả hai thông báo chia tay và Uyên Tô có những chia sẻ tố anh Đức tệ bạc. Còn bạn thấy sao về vợ sắp cưới của anh Đức? Hãy chia sẻ cùng Gian nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!